Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 120.000 đô la cái token TV. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện biểu mẫu Glamio. Tiếp theo thì mọi người sẽ đăng nhập vào biểu mẫu Glamio và thực hiện các nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter này. Rồi chọn follow. Chọn theo dõi, quay trở lại, kích chọn continue, tiếp tục follow Twitter tiếp. Theo dõi, quay trở lại, continue. Rồi, sau đó retweet bài đăng này. Rồi, ở đây chọn retweet, chọn tweet lại và chọn like. Quay trở lại, bấm continue, sau đó là sẽ tweet với cái hashtag này. Rồi nó yêu cầu nó tag thêm 3 người bạn nhé, mọi người sẽ phải gắn thêm thẻ bạn bè. Rồi đây mọi người sẽ gắn thẻ bạn bè vào. Ok, chọn đăng tweet. Rồi quay trở lại, bấm vào already. Rồi sau đó sẽ join vào group Telegram. Rồi chọn join. Quay trở lại. Nhập username Telegram. Tiếp tục ra vào channel của nó. Rồi chọn join. Rồi quay trở lại. Nhập username. Rồi sau đó join vào Discord. Ok, chọn chấp nhận lời mời. Rồi sau đó quay trở lại. Chọn continue. Tiếp tục truy cập vào website của nó. Ok, quay trở lại. Continue. Rồi, sau đó join vào Medium. Rồi, mọi người sẽ giữ này, giữ cái dòng này này, đó. Sau đó mở ra này. Rồi, mọi người mở VPN lên cho mình. Rồi, tải lại trang. Rồi ok, chọn follow rồi. Rồi, sau đó tắt VPN đi. Và quay trở lại. Đâu rồi? Quay trở lại biểu mẫu này. Chọn continue này. Rồi, sau đó thì nó yêu cầu là gì đây? Join vào, hãy biết cái đường link tham chiếu của bạn vào cái danh sách chờ này. Dịch ra xem nào. Dán liên kết tham chiếu của bạn để chứng minh rằng bạn đã tham gia danh sách chờ. Rồi ok, mọi người sẽ giữ vào cái đường link này nhé. Đó. Mọi người sẽ sao chép cái đường link này. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái chữ mở này. Rồi sau đó thì sẽ truy cập vào trang web của nó. Thì ở đây nó có cái dòng tham gia danh sách chờ, thì mọi người sẽ bấm vào đây nhé.
Đó thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ email của mình vào đây. Ok, sau đó bấm vào tham gia danh sách chờ. Rồi, như vậy là đã tham gia thành công nhé, và nó yêu cầu mọi người vào cái email để lấy cái đường link này. Rồi, mọi người sẽ mở email ra này. Rồi, ok. Rồi đây, đây chính là cái đường link nhé. Mọi người copy cái đường link này, sao chép URL và quay trở lại. Rồi, mọi người bấm vào đây và dán cái đường link đó vào đây. Ok, chọn Continue. Rồi, sau đó là dưới cùng là mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC cho mình. Lấy trên ví chớp hoặc MetaMask. Ok, chọn sao chép, quay trở lại. Dán. Rồi, chọn Continue. Ok, cuối cùng thì nó sẽ ra một cái đường link chia sẻ nhé. Mọi người sẽ sao chép cái đường link này để đi chia sẻ để nhận thêm cái cơ hội chiến thắng. Rồi, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.